tương ứng với 60 trên bàn nữa bên trên lồng cầu và trên sân khấu. Ở trên này tụi em sẽ thay phiên nhau hát những bài hát cũng cô về cô thay, sau đó sẽ cho ra một con số tương ứng. Thì nhiệm vụ của quý vị là tiền của tài lâm của mình có con số nào mình lắp đánh dấu vào con số đó. Khi mà đủ 4 con số trên một hàng ngang, mình sẽ là người may mắn trúng thưởng. Thì cái đó mình nhanh chóng chạy nhanh lên sân khấu để tụi em kiểm tra và trao quà cho mình nha. Lưu ý giúp em là 4 con số trên một hàng ngang là mình mới trúng nha. Còn nếu như mà 4 con số hàng dọc là mình trúng gió và đi ra bưu điện lắm giúp em. Và bên cạnh đó, nếu như mà có trúng gió thì quý vị cũng đừng có ngại, cứ lên đây tụi em sẽ có dịch vụ cạo gió đát hơi cho quý vị luôn. Rồi, mọi người ơi, đó, mỗi người mình nhận qua mỗi người cho em một tờ lá vé đó quý vị nha. Vé là phát hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người và quà tặng sẽ là những phần quà mang giá trị tinh thần rất là cao trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị một chút gì đó gọi là mang về làm kỷ niệm cũng như là trong cái dịp lễ này. Thì hy vọng là mỗi người mình chia sẻ với nhau tặng số lượng vé cũng có giới hạn, cho nên mỗi người mình lấy một vé mình đừng có lấy nhiều quá quý vị nha. Tại vì sao? Kinh nghiệm của tụi em là mình dò càng nhiều thì gặp rất hết trơn. Nguyên thủy chế này còn tới nhỏ kẹp tất cả, đúng rồi, dò không có kẹp đó. Và ở bên dưới nếu như một quý vị mà dò không kẹp những quý vị cũng chơi tay lên để tụi em đặt lại cho quý vị nghe quý vị có ngại quý vị nha. Rồi hết, nói đi em, nói gì chị vui đi. Đó, rồi. Vậy rồi, xin mời lại cuộc chơi quý vị nha. Là trên tấm lá vé của mình đã nhầm là có 60 con số tương đương với 6 bùa mang trên tổng cộng của chúng em. Chúng em sẽ kêu con hai con nhà sẽ có con số nào ra, quý vị sẽ dùng tâm hoặc là dùng phấn son eyeliner gì đó, cái gì mà làm giống được nó đâu vậy. Ví dụ mà có mấy cái đó luôn thì sao? Bây giờ là dạ dạ được không? Dạ được rồi. Dạ được rồi. Chúng tôi còn đặt người vé nha, để đặt được con mình lấy bất kỳ cái gì mình có, mình là đánh dấu qua tờ vé cũng được. Còn nếu như bí quá thì mình cắn tay lấy máu mình chấm vô luôn. Cái gì mà sao vậy, mình chơi phu máu luôn á. Vậy là chuyện phu máu đó. Này, anh nói đứa em còn nói tiếng Việt đúng không? Dạ đâu gì ơi, ai cũng có vé giống gì nha. Mỗi người nhận một tờ lá vé giúp em luôn hả? Phía dưới sẽ có những năm âm lịch như là Thanh Quy nè. Thanh lịch đâu rồi? Bé một trường nó mất theo rồi. Ủa, em chưa ăn trường đi xuống dưới một cái là tôi không thấy gì hết luôn. Trời ơi, anh cười, anh cười nó mất theo rồi trời. Anh cười đó này. Trời ơi, đâu rồi? Ủa, anh cười lốt tiêu rồi trời. Anh cười quá, nó đang đáng nhiều lắm nha, anh cười nha. Đâu rồi? Có bị khán giả tôi thấy đồ cười đâu, không kỹ cho mình. Trời ơi. Rồi anh Hùng Cường ơi, anh đi bán vé mà sao quỳ không Hùng Cường? Không hiểu, sao không được quỳ vậy? Cứ nói vậy, ở bên dưới, ai còn ai chưa có vé giơ cao cánh tay lên dùm em để các bạn nhân viên thấy. Ở trên này chưa có vé nè, Huy ơi còn vé không mà anh hỗ trợ cho Huy nè. Đây là vé đây nè Huy, Huy, ở bên trên trần sân khấu đây nè. Đó. Rồi cứ nói vậy, ở bên dưới, mọi người, ai chưa có vé giơ cao cánh tay lên dùm em, còn ai đã có vé rồi tập trung vững lắm để sân khấu chuẩn bị. Thank you.
mà tròn á, cái tròn mình để lên trên. Cái tròn để lên trên.